giao dịch viên bưu điện xốp cộp chiếm đoạt hơn 2 tỷ của nhiều bị hại ở Sơn La. Công an xác định, do nợ nần nên Vi Thị Thảo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền tiết kiệm của một số người dân gửi tiết kiệm. Chiều ngày 11 tháng 5, Công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vi Thị Thảo, sinh năm 1987, ở xã Sốp Cộp. Huyện Sốp Cộp là giao dịch viên của bưu điện Sốp Cộp về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Công an xác định, vào khoảng tháng 12 năm 2022, do vay nợ cá nhân, Thảo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền tiết kiệm của một số người dân gửi tiết kiệm bằng việc lợi dụng kẽ hở trong quy trình công tác và giao dịch với khách hàng. Quá trình điều tra đến nay, công an xác định đã có 20 người bị hại, tổng số tiền Thảo đã chiếm đoạt là hơn 2.6 tỷ đồng.